Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chủ đề của tôi trong ngày hôm nay đó là Con rồng và những cảnh báo về năm 2024. Tôi nhắc lại, chủ đề của tôi hôm nay đó là Con rồng và những cảnh báo về năm 2024. Anh chị em mở sách Khải Huyền ra, chúng ta cùng nhau xem Khải Huyền chương 20. Chúng ta đọc hết chương luôn nha mọi người. Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi 1000 năm chấm dứt. Sau đó Satan phải được thả ra một thời gian ngắn. Tôi thấy các ngai và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lại con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với Đấng Christ 1000 năm. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1000 năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Họ sẽ trị vì với Ngài 1000 năm. Khi 1000 năm chấm dứt, Satan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm. Nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở 4 phương trên đất, là dân Gót và ma Gót, để tập trung chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng đông như các bờ biển. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ, bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh. Trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt ngai, đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Chúng ta thấy rằng trong phần Kinh Thánh này, ở trong Khải Huyền chương 20 này, có một câu, đó là câu số 2. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Con rồng là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan. Kinh Thánh đã chép rất là rõ ràng. Anh chị em mở ra trong Sáng Thế Ký chương 3 để chúng ta xem con rắn xưa nha. Chúng tôi sẽ đọc từ câu 1. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn: chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ: các người chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra và các người sẽ chống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
Ở trong Khải Huyền hồi nãy chúng ta đọc đã nói rất rõ, con rồng là con rắn xưa, là con rắn này đây. Chúng ta thấy rằng lúc đó ma quỷ Satan nó đã hiện ra với cái hình thức một con rắn, nó xuất hiện ở trong cái hình thức của một con rắn và nó đã lừa dối con người, để rồi cuối cùng con người bất tuân, phạm tội với Đức Chúa Trời và đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đánh mất những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho, và cuối cùng họ là bị đuổi ra khỏi vườn Eden, tức là vườn địa đàng. À, chúng ta cũng sẽ đọc một phần kinh thánh nữa ở trong Khải Huyền luôn nha. Khải Huyền chương 12, mục sư sẽ đọc từ câu 1. Rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời. Một phụ nữ mình được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội mão miệng và 12 ngôi sao. Nàng có thai và kêu la đau đớn quặn thắt vì sắp sinh. Trên trời cũng xuất hiện một dấu lạ khác. Một con rồng lớn màu đỏ có 7 đầu, 10 sừng, và trên 7 đầu có 7 mão miệng, đuôi kéo theo 1/3 các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng. Người phụ nữ sinh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị các dân tộc. Nhưng con nàng được tiếp lên đến Đức Chúa Trời tận ngai của ngài. Còn người phụ nữ thì chạy trốn vào hoang mạc. Tại đó Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nàng một chỗ để được nuôi dưỡng trong 1260 ngày. Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời. Mica-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng. Con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả, nhưng chúng không thắng được và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó. Rồi, như vậy thì qua các phần kinh thánh mà tôi đã đọc cho anh chị em, thì chúng ta xác định rõ con rồng là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan. Anh chị em đã rõ về điều này chưa? Nhưng nan đề ở chỗ là những người ở bên ngoài kia họ đã không hiểu đúng bản chất của con rồng. Có phải chúng ta thấy rằng rất nhiều người đang tôn sùng con rồng không? Có phải rất nhiều người đã tìm cách để tôn vinh con rồng, tôn vinh cái hình ảnh con rồng không? Có phải không? Và đặc biệt năm nay người ta gọi là năm gì? Gặp năm con rồng, đúng rồi, mà cái tên đúng là cái gì ta? Giáp Thìn hả? Thìn là con rồng đó. À, một sự có tìm hiểu sơ sơ thì 12 con giáp là như thế này. Từ từ bắt đầu cái gì ta? Tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, thời. Có phải vậy không? Đúng không mọi người? À, tý là con gì? Con chuột. Sửu là con trâu. Rồi gì nữa? Dần là con cọp. Mẹo là con mèo. Rồi gì nữa? Tý, sửu, dần, mẹo, thìn. Thìn là con rồng, đúng chưa? Rồi tỵ là con rắn. Ngọ. Ngọ là con ngựa, đúng không? Tỵ ngọ, rồi mui là con dê, thân là con khỉ, dậu là con gà, tuất là con chó, hợi là con heo. Ok, trước khi nói tiếp về con rồng thì cũng nói sơ sơ qua về 12 con giáp. Chúng ta thấy rằng cái niềm tin có liên quan đến 12 con giáp này nó rất là phổ biến ở trong xã hội của chúng ta, đúng không anh chị em? Và mục sư thấy rằng khi mà dựng vợ gả chồng này nọ thì rất nhiều gia đình mà mê tín dị đoan, những cái gia đình mà tin vào 12 con giáp đó, thì họ thường hay đi xem thầy, đúng không? Xem thầy rồi để coi là cái tuổi của cô dâu là tuổi con này, rồi tuổi chú rể, tuổi con kia, thì liệu hai cái tuổi đó có hạ không, hay là nó là tứ hành xung gì đó. Tứ hành xung là phải là xung đột không, có thầy bảo phải không? Là bốn cái trường hợp mà dạng nó xung đột nhau, đúng không? Là sống với nhau là người ta nói là sẽ không hạnh phúc lắm, cãi nhau ẩm tỏi tối ngày, rồi đánh lộn đánh lạo này, nó gia đình xào xáo á, khá là vậy. Thì nếu mà coi tuổi mà nó rơi vào tứ hành xung thì người ta khuyên là đừng có đến với nhau, mặc dù có yêu nhau tha thiết thì cũng sẽ bị chia cách, đúng không? Còn nếu mà không có rơi vào tứ hành xung đó, thậm chí người ta nói có những con nó hàm sao đó, thì đến với nhau sẽ hạnh phúc. Nhưng mà trong thực tế có đúng vậy không? Chúng ta thấy là hầu như là
mấy cái cặp đó đều rất là khốn khổ và cái hôn nhân của họ nó có vấn đề. Thậm chí có những người mục sư nghe ba mẹ mục sư kể ngoài xưa ở ngoài Long Thành thì có cái đám cưới mà rước dâu lúc nửa đêm gì đó, 1-2 giờ đêm mà nó chui qua nhà bếp gì đó, người ta nói là vừa phải coi con giáp, rồi coi tuổi con gì, rồi có hạp hay không, mà hạp rồi cũng chưa đủ rồi phải chui qua cái cửa bếp vào lúc 1-2 giờ khuya hay 12 giờ khuya gì đó, nhưng mà cuối cùng sống không được nha, là chửi lộn và đập nhau tha tua rồi sau đó là kết thúc sớm. Chúng ta thấy là những cái niềm tin đó rất là sai rồi. Và ở trong 12 con giáp này thì có thìn là con rồng mà hôm nay chúng ta nói đến, đúng chưa? Chúng ta thấy là người ta gán ghép cái số phận của mình với một con vật. Một sẽ không hiểu tại sao người ta có thể dễ dàng để tin vào những điều này và gán ghép số phận của mình với một con vật. Và để rồi cuối cùng thì cuộc đời của mình đôi khi nó cũng na ná như vậy. Một sẽ còn nhớ trước khi mà mình biết lẽ thật á, và ai mà hỏi là tuổi con gì thì lúc đó mình mau mắn mình nói liền, dạ con tuổi ngọ, là tuổi con ngựa, nhiều khi còn dịch ra nữa chứ, con tuổi ngọ là con tuổi con ngựa. Nếu mà người lớn hỏi là mau mắn lắm, kiểu là đương nhiên mình phải nói vậy rồi chứ không thể nói khác được. Rồi có đôi khi mình còn suy nghĩ, hồi xưa còn suy nghĩ chứ, à đúng rồi nè, mình tuổi ngọ, mình tuổi con ngựa nè, cho nên mình cứ đi từ nơi này qua nơi khác đi suốt vậy đấy. Cái cuộc đời mình từ nhỏ lớn rồi cha mẹ mình đem mình đi từ nơi này đến nơi khác, đi tha phương cầu thần, đi tùm lum rút, rồi tại mình tuổi ngọ, mình tuổi ngựa mà phải đi đó. Đã có một thời gian mình suy nghĩ là vì mình tuổi ngọ, mình tuổi con ngựa, cho nên cái số phận mình nó phải như vậy đó. Chúng ta phải rất cẩn thận, cái niềm tin là rất quan trọng. Khi mà chúng ta tin cái cuộc đời chúng ta như thế nào thì nó có khuynh hướng là cuộc đời của chúng ta nó sẽ giống như điều chúng ta tin. Anh chị phải để ý cái điều đó. Nếu mà chúng ta tin vào những điều tốt lành thì chúng ta có cơ hội để kinh nghiệm những điều tốt lành. Còn nếu chúng ta tin vào những điều sai lầm, những điều không tốt lành, những điều tiêu cực thì những điều đó ma quỷ nó sẽ dùng để ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta. Anh chị em hiểu không? Những người tin là cái số mình, số con trâu, tuổi con trâu, anh chị em thấy là mục sư nghĩ rằng không phải là 100%, nhưng mà sẽ có rất nhiều người cái cuộc đời họ tìm thấy là nó giống như một con trâu tối ngày cày hoài, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm mà lúc nào cũng phải gánh nặng hết, và không cảm thấy sung sướng, không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy bình an gì cả. Rồi những người tuổi thìn, tuổi con rồng, mục sư có nghe một số người ở ngoài đường họ nói năm nay năm tuổi của tôi nè, năm tuổi. Hình như nó có hai cái luồng quan điểm khác nhau. Có người thì họ nói năm tuổi là phải cẩn thận, dễ bị cái này cái kia cái nọ. Mục sư đã nghe hai cái luồng quan điểm đó nha. Mục sư nghe hai nhóm người khác nhau nói và tự trung lại mình thấy có hai cái luồng quan điểm. Có những người thì nói năm nay năm tuổi thì phải cẩn thận, dễ bị cái này, dễ bị cái kia. Rồi có người nói năm nay năm tuổi rồi nó phù hợp như thế nào đó, mình làm ăn nó sẽ dễ phát đạt. Tuổi thứ năm nay năm tuổi, năm con rồng, tôi tuổi con rồng là chắc hôm nay tôi sẽ làm ăn phát đạt. Nhưng trong thực tế có đúng như bà suy nghĩ không chị? Có đúng không? Có phải là vì họ nói là họ là tuổi con rồng cho nên năm nay là cái năm họ cho là năm con rồng cho nên họ sẽ làm ăn phát đạt không? Tôi tin là nếu kiểm nghiệm rồi trong thực tế thì tất cả những cái niềm tin đó nó không có cơ sở gì cả, và đồng thời nó đem lại những cái điều không tốt đẹp cho những người tin. Hôm nay chúng ta vì tình yêu thương, tôi vì tình yêu thương mà tôi sẽ công bố sứ điệp này, không chỉ để nhắc nhở các cơ đốc nhân mà cũng để mở ra một cơ hội cho những người chưa biết Chúa, cho những người chưa tin Chúa, để họ có cơ hội sống một cuộc đời tự do, để họ có cơ hội sống một cuộc đời tốt đẹp, để cuộc đời của họ không bị trói vào những con vật, cuộc đời của họ không bị trói vào những cái điều không tốt đẹp nữa. Cuộc đời của họ sẽ khác, và họ sẽ chợt hiểu ra rằng khi họ có một niềm tin, có một đức tin đúng đắn thì cuộc đời của họ sẽ trở thành cuộc đời đáng sống, một cuộc đời tự do, một cuộc đời phước hạnh, một cuộc đời thịnh vượng. Amen con chị em. Con rồng là con rắn xưa, là Satan, là ma quỷ. Nếu anh chị em xem tin tức thì anh chị em sẽ thấy rằng các nghệ nhân đã thú nhận rằng họ không biết con rồng thật sự như thế nào. Suốt một tuần lễ này người ta nói rất nhiều về con rồng. Người ta nói con rồng là một linh vật, linh vật rồng, đúng không? Cái từ chính xác người ta dùng ở trong các phương tiện truyền thông hiện nay là linh vật rồng. Và khắp nơi người ta làm linh vật rồng, đặc biệt là trong những hội hoa xuân, những cái nơi công cộng gì đó, những cái nơi quan trọng trọng yếu thì người ta làm linh vật rồng. Và thậm chí
Người ta rất tự hào về điều đó. Thậm chí người dân địa phương tự hào về linh vật rồng đã được tạo nên ở trong cái khu vực của họ. Và họ đến, họ chụp hình, họ quay phim, rồi họ đưa lên trên mạng internet. Rồi người ta so sánh linh vật rồng của tỉnh này với linh vật rồng của tỉnh kia. Rồi người ta khen, rồi người ta chê. Có người thì nói linh vật rồng ở Sài Gòn, ở công viên Tao Đàn thì nó hài hài, nó sau đó nó mắc cười. Có người thì nói linh vật rồng ở cái tỉnh nào đó của miền Trung thì nhìn nó rất là uy nghiêm, nhìn nó coi như là rất là đầy quyền lực và rất là đầy sắc thái, nó đúng chất con rồng đó mọi người. Rất là nhiều thông tin về con rồng. Thưa anh chị em, đây là một điều nguy hiểm. Con rồng là con rắn xưa, là Satan, là ma quỷ, là kẻ thù của linh hồn chúng ta, là kẻ luôn tìm cách để cướp, giết và hủy diệt. Chúa Giêsu đã nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Chúa Giêsu đã nói về ai? Đã nói về Satan. Mà trong cái phần kinh thánh Khải Huyền của chúng ta, cái câu mà chúng ta đọc lên đó, con rồng là con rắn xưa, là Satan, là ma quỷ. Như vậy thì Chúa Giêsu đang nói về chính ma quỷ, về con rồng đó, đúng chưa? Như vậy thì nó đến chỉ để cướp, giết và hủy diệt. Có đúng không? Trong thực tế có đúng vậy không? Anh chị đã thấy sự cướp giết và hủy diệt đó chưa? Để tôi nói cho anh chị nghe cái điều này. Cái tháng 7 mà gọi là tháng 7 âm lịch ở trong đất nước của chúng ta được gọi là tháng gì? Tháng cô hồn. Đúng không? Tôi là người rất quan sát thực tế, tôi hay quan sát thực tế để từ đó mình rút ra nhiều điều ích lợi cho đời sống. Tôi cứ nghe người ta nói rằng cô hồn tháng 7, cô hồn tháng 7. Và cứ đến tháng 7 âm lịch là người ta cúng, người người cúng, nhà nhà cúng. Rồi họ quăng ba cái bánh xanh xanh đỏ đỏ thì họ quăng đầy đường hết. Rồi người ta làm rất nhiều hoạt động mà mình thấy nó mang cái màu sắc mê tín dị quan. Tóm lại một điều là họ đang cúng cái mà họ cho là cô hồn. Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng chả hiểu được, cứ thấy mọi người làm thì bắt chước thôi, đúng không? Cái kiểu xưa bày nay làm, thấy mọi người làm mình cũng làm theo. Đa số là không có hiểu. Có thể một số ít ở đó họ có ý thức, họ làm cái đó như thế nào, động cơ mục đích như thế nào, ý nghĩa thế nào, một số ít họ biết. Còn đa số là cứ thấy mọi người làm thì mình cũng làm. Nên chúng ta hãy phân tích, cúng cô hồn là cúng gì? Cúng cô hồn là cuối cùng là cúng gì? Cúng cô hồn là cúng ma, cúng quỷ. À, nếu mà mình phân tích ra đó, theo cái từ vựng á, cô thì tôi nghĩ nó là cô độc, hồn là cái linh hồn, đúng không? Những cái linh hồn cô độc mình có thể tưởng tượng là như những linh hồn bất va bất vưởng, hay người ta nói là không có đi đầu thai gì đó, rồi từ đó có thể quấy phá, quấy nhiễu, gây những cái sự tàn hại gì đó ở trong con loài người, và từ đó thì người ta phải cúng để cho những cái vong linh hay là cái vong hồn, những cái cô hồn đó nó không còn quấy rối, không có làm hại được nữa. Có phải là vậy không? Mục đích người ta cúng phải vậy không? Ở đây sẵn có cô Mỹ là cái người mới tin Chúa thì hỏi cô, phỏng vấn cô chút xíu là có đúng phải không? Ngày xưa khi cô cúng cô hồn có phải là mục đích là để không có bị quấy rối không? Đúng không? Mình nghĩ là để cho ma quỷ rồi những cái vong linh, vong hồn bất ba bất vưởng gì đó, chết oan gì đó không có quấy rối mình, có phải vậy không cô? À vậy là một sự hiểu đúng đúng không? À nói như vậy thì người ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà anh chị em có bao giờ quan sát thực tế để thấy cái kết quả của cái sự cúng cô hồn tháng 7 chưa? Anh em có để ý là cái sau mỗi một đợt cúng cô hồn tháng 7 thì cái đất nước này có rất nhiều tin tức tồi tệ. Cái lần vừa rồi là cái lần mình sẽ thấy đưa tin cháy, cháy, cháy liên tục. Nào là cháy chung cư, rồi cháy nhà riêng, cháy chỗ này, cháy chỗ kia, cháy cả cơ quan này, cơ quan nọ. Và nó rất là bất thường. Cái tin tức về cháy nó nhiều hơn những cái thời điểm khác, rồi những cái tin tức về những cái sự cướp giết bị diệt của ma quỷ nó nhiều hơn những thời điểm khác. Tại sao? Tại sao người ta cúng những cái đối tượng đó thì sau đó có rất nhiều cái sự cướp giết và bị diệt xảy ra? Bản chất của nó đó là ma quỷ đang được tôn vinh. Mặc dù người ta không nghĩ là người ta tôn vinh ma quỷ, đúng không? Tôi tin là chả ai nghĩ là mình tôn vinh ma quỷ cả, đúng chưa? Người ta chỉ làm để được yên thân, đúng không? Người ta chỉ làm để cho mình có sự bình an, làm để rồi mình không bị quấy nhiễu nữa. Đó là cái mà họ cho là nhu cầu thực tế của họ. Nhưng họ đã không hiểu rằng khi họ làm điều đó, họ đã vô tình tôn vinh ma quỷ. Và có một cái nguyên tắc ở trong Kinh Thánh, khi chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hiện diện đầy dậy, và Ngài sẽ ban năng quyền cho cuộc đời của chúng ta. Ngài sẽ làm những phép màu, Ngài sẽ làm những điều rất tốt lành cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng khi chúng ta tôn vinh ma quỷ
thì ai sẽ hiện diện đầy dẫy ở đó? Ma quỷ sẽ hiện diện đầy dẫy ở đó. Và khi ma quỷ hiện diện đầy dẫy ở đó, nó có đem tình yêu thương đến không? Nó có đem năng quyền để chúng ta được tự do, để chúng ta được chữa lành không? Nó có chu cấp những điều tốt đẹp cho cuộc đời chúng ta không? Nó có làm cho đạo đức chúng ta trở nên tốt đẹp hơn không? Không, nó đến để làm gì? Cướp, giết và hủy diệt. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ điều đó. Đó là lý do vì sao mỗi một cái tháng gọi là cúng cô hồn tháng 7 gì đó thì có rất nhiều điều tồi tệ nó xảy ra trong xã hội của chúng ta, trong đất nước của chúng ta. Tôi mong là khi tôi nói điều này, những người chưa tin Chúa ở bên ngoài, những người không cùng đức tin với chúng tôi sẽ không thấy bị xúc phạm. Chúng tôi nói điều này với tất cả tình yêu thương. Chúng tôi biết rằng quý vị đa số là không hiểu, đúng chứ? Quý vị không hiểu, quý vị chỉ sư bày đây làm thôi và làm theo số đông nhiều người. Và cuối cùng, quý vị hãy nhìn nhận lại thực tế những gì đã xảy ra với cuộc đời của quý vị đi, và đối chiếu với những gì tôi nói để thấy rằng tôi đang nói có lý, nói đúng. Và nếu như tôi nói đúng, tôi rất mong quý vị sẽ có sự điều chỉnh hợp lý để cuộc đời của quý vị sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Tôi thật sự nói từ đáy lòng của tôi. Tôi mong rằng sứ điệp này không chỉ giúp ích cho các tín hữu trong hội thánh Tin Lành, mà sẽ giúp ích cho tất cả những con người khác thuộc mọi tôn giáo đang sống trong xã hội này. Nếu bạn tin một điều gì đó mà đem lại được ích lợi cuộc đời của bạn thì tôi mừng cho bạn, và có lẽ tôi sẽ khích lệ bạn hãy tiếp tục tin điều đó. Nhưng nếu bạn chân thật đủ để nhận ra rằng khi mình tin điều đó, mình thực hành điều đó, thì toàn những cái điều tồi tệ nó xảy ra cho đời sống của mình, tồi tệ từ trong cái tâm hồn, tâm linh của mình, từ trong cái nội tâm của mình, cho đến cái thân thể của mình, cho đến công ăn việc làm của mình, toàn là phải đối diện với những điều tồi tệ không? Nếu bạn chân thành, nếu bạn chân thật để thừa nhận điều đó và bạn thấy là tôi nói đúng và hợp lý, tôi mong bạn có một quyết định để điều chỉnh, để thay đổi, để rồi cuộc đời bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đang nói trong tình yêu thương mà Chúa đã dạy tôi. Thật sự rất là quặn thắt khi nhìn thấy nhiều cuộc đời khốn khổ, rất là quặn thắt. Tôi thấy rằng rất nhiều người đã mất phương hướng trong cuộc sống. Chúng ta không biết mình nên tin vào cái gì. Và trong khi đó chúng ta rất cần một chỗ dựa tinh thần, chúng ta rất cần một chỗ dựa tâm linh. Và trong lúc chúng ta không có một sự điều hướng đúng đắn của những con người đúng đắn, ma quỷ nó đã lợi dụng những kẻ không tốt để đem những cái niềm tin sai trật đến cho chúng ta, đem những sự định hướng sai trật đến cho chúng ta. Và nhiều người trong số những người ngoài kia đã đi theo những cái định hướng sai trật, theo đuổi những niềm tin sai trật, thực hành những niềm tin sai trật, và cuối cùng cuộc đời của chúng ta chỉ kinh nghiệm những cái sự cướp, giết và hủy diệt, và chúng ta không biết rằng những điều đó nó đến từ ma quỷ. Sau những cái tháng 7 đó có biết bao nhiêu thiệt hại trong xã hội này. Và bây giờ tôi đang thật sự quan ngại về năm 2024. Khi mà người ta đang tôn vinh cái mà người ta gọi là linh vật rồng. Linh là linh thiêng đúng không? Vật là con vật đúng không? Linh vật có nghĩa là một con vật linh thiêng đúng không? Đố mọi người, người ta nói điều đó nó đúng hay sai? Linh vật đúng hay sai? Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều đúng khi nó là linh vật. Đúng. Con rồng theo những gì Kinh Thánh nói, nó hoàn toàn có thể được gọi là một linh vật. Nhưng mà cái linh đó không theo cái ý nghĩa tốt lành, đúng không anh chị em? Bởi vì rõ ràng nó là một con quỷ, và thậm chí nó là quỷ vương, nó có những quyền năng nhất định, nó có quyền năng nhất định. Và cái quyền năng đó không phải là quyền năng của sự sáng, không phải là quyền năng để đem đến cho con người ta bình an và hạnh phúc. Nhưng mà tôi gọi đó là quyền lực đen, quyền lực của bóng tối. Và nó chỉ làm cho cuộc đời của người ta trở nên tồi tệ thôi. Tôi nói với anh chị em rằng con rồng, tức là ma quỷ, là Satan, nó có thể làm cho ai đó trở nên thành công trong xã hội này và được giàu có về mặt tiền bạc. Nó có thể làm được điều đó. Satan có quyền làm cho con người ta trở nên nổi tiếng, trở nên giàu có. Và trong thực tế, trong chức vụ giải cứu chữa lành, tôi đã đối diện với những con người mà họ thú nhận rằng đã có ít nhất một lần trong cuộc đời họ đi đến một cái bãi tha ma, một cái nghĩa địa hay một cái chỗ nào đó. Trước đó họ có nhiều sự thất bại, nhiều sự thất vọng, họ bị người ta khinh chê, họ bị người ta chà đạp, họ bị cái này, bị cái kia, họ không được mãn nguyện trong đời sống, họ không có cái mà họ muốn có. Và cuối cùng, bởi sự lừa dối của ma quỷ, họ tìm đến một bãi tha ma, họ
tìm đến một ngôi mộ, tìm đến một cái nghĩa địa, họ tìm đến một cái nơi ghê rợn, một cái nơi mang màu sắc ma quỷ nào đó, và họ đã bắt đầu nói chuyện với ma quỷ. Thậm chí có người đã nói chuyện đích danh với Satan. Họ nói là: Satan, nếu ngươi có thể làm cho ta trở nên giàu có, nếu ngươi có thể làm cho ta trở nên đầy tài năng và nổi tiếng, thì ta sẽ bán linh hồn cho ngươi. Đại khái là như vậy. Những cái lời cụ thể khác nhau, những cách nói khác nhau, nhưng mà đại khái là như vậy. Có nghĩa là nếu họ nhận được sự giàu có, sự nổi tiếng từ Satan, thì họ sẵn sàng bán linh hồn cho Satan. Và chính vì vậy họ đã bị trói buộc cuộc đời. Và sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng những người đó đã bắt đầu bằng cách nào đó trở nên đầy tài năng trong mắt của mọi người. Đột nhiên họ có thể làm được cái này rất là hay, cái kia rất là hay, và họ trở nên nổi tiếng và họ trở nên giàu có. Nhưng mà kết cục thì thật đáng thất vọng. Những cái đó nó không kéo dài lâu, nó chỉ trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Có rất nhiều người đã không còn nổi tiếng nữa, thậm chí phải chuốc lấy sỉ nhục. Có nhiều người bỗng thấy mình chả còn cái tài năng gì nữa, mấy cái biểu hiện tài năng nó biến, nó mất tiêu hết rồi. Rồi có nhiều người không còn giàu có nữa, thậm chí sau một đêm họ phá sản, họ mất trắng hết. Thậm chí có những người đã nhảy lầu tự tử. Satan á, nó không có cái chuyện tình cho không biếu không. Nó cho chúng ta một cái điều gì đó thì phải biết rằng đó là sự lừa dối, là nó nhử chúng ta không. Và sau đó nó sẽ lấy cả vốn lẫn lời. Và cái lời, cái lãi đó là lãi nặng, chứ không phải là cái lãi nhẹ theo kiểu bình thường chấp nhận được đâu, thưa anh chị em. Cái lãi đó là nó cắt của những kẻ ở trong giới xã hội đen và độc ác. Và nó sẽ làm khốn khổ đời sống của chúng ta. Anh chị em ơi, chúng ta phải rất là cẩn trọng về điều này. Năm 2024 này, rất nhiều người đang suy nghĩ rằng mình sẽ nhờ linh vật rồng, mình sẽ nhờ những cái hình ảnh rồng ở trong nhà của mình, mình sẽ nhờ những cái bức tượng rồng trong nhà của mình, mình sẽ nhờ những cái tác phẩm điêu khắc rồng ở trong nhà của mình, hay một cái gì đó có liên quan đến rồng, mà mình sẽ làm ăn phát đạt, mình sẽ phất lên một cách nhanh chóng. Và có nhiều người nghĩ rằng con rồng nó có thể đem lại bình an hạnh phúc cho họ, bởi vì nó có quyền lực ở trong tay. Đúng, nó có quyền lực ở trong tay, nhưng họ đã không biết điều này. Cái quyền lực đó là quyền lực của sự gian ác. Con rồng đó, nó sẽ không dùng cái quyền lực đó để đem hạnh phúc đến cho bất cứ ai, nhưng mà nó sẽ đem sự cướp, giết và hủy diệt. Tôi thách thức anh chị em tìm hiểu bất cứ khu vực nào mà càng có nhiều hình ảnh con rồng, thì tôi chắc chắn với anh chị em, cái khu vực đó sẽ có rất nhiều sự cướp, giết và hủy diệt xảy ra. Có rất nhiều quyền lực của sự tối tăm hành động ở tại nơi đó. Bởi vì nơi đó là nơi mà con rồng, là nơi mà ma quỷ đang được tôn cao. Và khi nó được tôn cao thì nó sẽ tung hoành ngang dọc, và cái bản chất của nó sẽ cướp, giết và hủy diệt. Năm nay sẽ cực kỳ khó khăn, và khó khăn cho cả các cơ đốc nhân. Các cơ đốc nhân phải đối diện với điều gì? Anh chị em thấy rằng các sản phẩm người ta đua nhau, người ta làm cái hình con rồng, người ta in ấn ở trên đó, người ta khắc ở trên đó, từ những cái sản phẩm ăn uống cho đến những sản phẩm may mặc cho đến nhiều sản phẩm khác ở trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đang đối diện với một điều khó. Bây giờ chúng ta đi mua một cái sản phẩm nào đó mà nó có hình ảnh con rồng ở trong đó, chúng ta đem vào trong nhà của chúng ta. Tôi hỏi anh chị một câu là có nguy cơ gì cho chúng ta không, hay là sẽ hoàn toàn vô hại? Có nguy cơ gì không? Tôi nói với anh chị em là kể cả khi không có nguy cơ nào, tôi cũng không bao giờ muốn chứa chấp hình ảnh rồng ở trong nhà của tôi. Lý do tại sao tôi sẽ giải thích cho anh chị em hiểu ngay. Giả sử như cha mẹ của anh chị em có một kẻ thù, một kẻ thù mà nói vui theo cách ở ngoài đời là kẻ thù truyền kiếp, vậy thì những đứa con mà hiếu thảo với cha mẹ, nó có thể nào mà nó muốn để cái hình ảnh kẻ thù truyền kiếp của cha mẹ ở trong nhà của nó, và thậm chí để vào cái nơi mà long trọng nhất không? Có không? Không. Hay là làm vậy đúng không? Và đặc biệt là cái kẻ thù đó không chỉ là kẻ thù của cha mẹ, mà là kẻ thù của chính những đứa con đó nữa, thì sẽ không ai có thể làm điều đó, không ai muốn làm điều đó. Trong cái tự nhiên chẳng ai lại đi để cái hình ảnh của kẻ thù truyền kiếp của gia đình, gia tộc mình ở trong cái nhà của mình cả. Như vậy thì
tại sao nhiều người lại để hình ảnh rồng ở trong nhà của mình? Tại sao ngày hôm nay có nhiều tín hữu lại thậm chí là chạm khắc hình ảnh con rồng ở trong nhà của mình? Chúng tôi đã từng bước vào nhà của một số tín hữu và thấy rằng cái cột của họ, họ làm những con rồng, họ quấn, rồi những cái bình đó, bình to, những cái bình cổ, bình gì đó, những cái bình để chưng, thấy rồng quấn quấn cuộn cuộn ở trong đó. Tôi thấy có những lần mà tôi nói với những gia đình đó là nên dẹp bỏ đi thì họ đã rất là tức giận. Và thậm chí có những người lãnh đạo cũng tin rằng những hình ảnh đó là vô hại, và họ dạy tín hữu rằng không có vấn đề gì cả. Những cái đó nó chỉ là những cái hình ảnh đơn thuần vậy thôi, nó không có liên quan gì đến ma quỷ và nó sẽ không làm hại gì cả. Nhưng mà trong thực tế chúng tôi đã đối diện với những ca giải cứu và nó có liên quan đến những hình ảnh đó. Những hình ảnh người ta cho là linh vật, rồi rồng rắn, rồi những cái đối tượng mê tín dị đoan gì đó. Người ta đem những cái tờ lịch, người ta đem những cái hình ảnh đó vào trong nhà của mình, và rồi có cái hiện tượng quỷ áp chế xảy ra đối với họ hoặc là con cái của họ. Cho đến khi mà chúng tôi đến và cầu nguyện mà Chúa Thánh Linh chỉ ra và Chúa muốn rằng những cái hình ảnh đó phải bị hủy phá đi, phải bị đốt đi, bị loại bỏ đi. Và khi người ta có sự vâng lời, người ta làm theo, chúng tôi nhân danh Chúa Jesus Christ để hủy phá những thứ đó, đốt đi, hoặc là xé bỏ đi, hoặc là ném bỏ đi ra khỏi cái nhà đó, thì lúc đó vấn đề được giải quyết và quỷ nó không còn một cái cơ sở gì để áp chế bất cứ thành viên nào trong gia đình đó. Đó là sự thật. Rất nhiều gia đình tín hữu ngày hôm nay đang có những hình ảnh rồng hoặc là rắn ở trong nhà của mình, thậm chí trong thân thể của mình. Và tôi xem ở trên Facebook, tôi cảm thấy buồn bởi vì rất là nhiều người du xuân, rất là nhiều người đi đến những cái hội chợ Tết, những cái hội hoa xuân, và họ rất là vô tư, họ rất là hồn nhiên, họ chụp hình và họ chụp lên những cái tác phẩm rồng. Tôi cho rằng những người đó đã không thật sự hiểu biết lời của Chúa, thậm chí họ chưa từng đọc lời của Chúa nữa. Và thật là nguy hiểm, anh chị em. Nơi nào mà ma quỷ được tôn vinh thì nơi đó nó hoàn toàn có thể hành động theo cái bản chất cướp giết và hủy diệt của nó, và chúng ta sẽ bị thiệt hại. Tôi không có thể nói với anh chị em rằng anh chị em sẽ bị thiệt hại lúc nào hoặc là bị thiệt hại trong lĩnh vực nào, nhưng mà tôi cam đoan với anh chị em rằng sẽ có những sự thiệt hại xảy ra khi anh chị em đã đem những cái hình ảnh rồng rắn vào trong nhà của mình. Và trong khi đó Kinh Thánh đã nói rất rõ, con rồng là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, là kẻ thù của linh hồn chúng ta. Và tôi rất là buồn khi tôi đi trên một con đường ở trong thành phố này. Tôi đi ngang qua một cái nhà thờ. Tôi sẽ không nói đó là nhà thờ gì. Ở đó người ta cũng nói là người ta thờ Chúa, người ta thờ phượng Chúa, người ta nói như thế. Nhưng mà ở trên cái mái của nhà thờ đó là những con rồng đang bay lượn. Rồi ở hai bên lối đi của nhà thờ đó là hai con rồng được chạm khắc bằng đá rất là hung dữ, chào đón tất cả những tín hữu bước vào đó để thờ phượng Chúa. Anh chị em nghĩ đó là một việc làm đúng đắn hay sai cả? Sai. Nó quá sai mà tôi không hiểu tại sao người ta có thể làm được. Tôi nói với anh chị em thế này, có đôi khi nó sẽ không hành động một cách lỗ mãng, nhưng mà nó hành động một cách rất là thâm sâu, rất là tinh vi ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta cho nó một cái kẽ hở, khi chúng ta cho nó một cái cánh cửa mở ra, nó sẽ bước vào ở trong cánh cửa đó và nó sẽ làm một cái gì đó rất là tồi tệ trong đời sống của chúng ta. Nó có thể kích động một cái tâm tính xấu nào đó của chúng ta. Nó có thể làm chúng ta bị thiệt hại về tài chính, bị đổ vỡ cái gì đó về mặt vật chất. Nó có thể gieo rắc bệnh tật vào trong chúng ta. Hoặc là nó cũng có thể làm những cái rất là tinh vi, nó làm ở trong cái tâm tánh của chúng ta, ở trong cái ý nghĩ, ở trong cái cảm xúc của chúng ta, nó gieo rắc, nó cài đặt những cái điều đó vào, bởi vì chúng ta đã cho nó một kẽ hở, chúng ta cho nó một cánh cửa, nó bước vào và nó là kẻ cướp giết và hủy diệt, và những hình thức cướp giết và hủy diệt của nó rất đa dạng. Nó có thể khi chúng ta đem cái hình ảnh con rồng đó vào trong nhà của chúng ta, một gia đình Cơ Đốc nhận, sau đó sẽ có những cái sự xung đột rất vô lý xảy ra, mà đôi khi những người trong cuộc không lý giải được tại sao tự nhiên bây giờ lại có cái xung đột đó. Đương nhiên có nhiều lý do khác nhau, nhưng mà rất có thể một trong những lý do đó chính là vì có cái thứ ô uế, cái thứ tồi tệ đó đang xuất hiện ở trong nhà của chúng ta, và chúng ta cần phải loại bỏ nó. Bây giờ tôi hỏi anh chị một câu: nếu anh chị em đi đến siêu thị
anh chị em mua Coca Cola để uống chẳng hạn, và anh chị em không để ý. Nếu anh chị em thấy hình ảnh con rồng trên đó mà anh chị em mua thì rõ ràng nó quá tệ, vì anh chị em đã nghe bài giảng này rồi. Nhưng tôi giả sử là anh chị em đã không để ý, chỉ đơn giản là anh chị em thích uống Coca Cola, rồi anh chị em mới mua hoặc là nhờ người ta giao hàng cho mình gì đó. Và cuối cùng khi mà anh chị em nhận được hàng và cái chai Coca Cola nó đang nằm ở trong nhà của anh chị em, và anh chị em cầm lên định uống thì phát hiện rồng nó đang bay lượn, nó đang cuộn trong đó, thì anh chị em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Anh chị em sẽ hồn nhiên vô tư để nguyên đó và rót Coca Cola ra và uống và tạ ơn Chúa, đúng không? Phải không? Anh chị em sẽ làm gì? Tôi nghĩ là có một số người sẽ hành động khác nhau một chút. Thậm chí có những người căm ghét cái con rồng đến nỗi người đó cũng chả thèm muốn uống Coca Cola nữa, và không tiếc tiền luôn, ném luôn thẳng một cái chai với hình ảnh con rồng đó vào trong sọt rác, ném ra ngoài đường. Và có những người thì chưa đến mức độ đó, thì cái chuyện tối thiểu mà chúng ta có thể làm mà tôi khuyên anh chị em là gì? Chúng ta hãy lột bỏ tất cả những hình ảnh con rồng đó ra khỏi chai Coca Cola, ok? Và chúng ta nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố hủy phá những quyền lực ma quỷ nào mà có thể hành động thông qua hình ảnh con rồng đó, rồi chúng ta đem đốt nó đi dục ra ngoài đường, hay là chúng ta vò nó lại một cách căm ghét và chúng ta ném nó vào trong sọt rác ở ngoài đường. Anh chị em làm được điều đó không? Làm được điều đó nha. Và tôi giả sử tình huống này khó đỡ hơn. Có một vị khách quý bước vào trong nhà của anh chị và tặng cho anh chị em một món quà. Một món quà rất là quý. Đó là một cái hộp nữ trang chẳng hạn. Mở ra thì thấy có một cái kiềng, thậm chí là trị giá là một cây vàng, hai cây vàng, cũng như là đây là cái mối thông giao, hay là anh chị em là người ơn gì đó của người ta. Người ta biếu, người ta tặng cho anh chị em một cái kiềng hay là cái lắc gì đó, cả cây vàng hoặc là hơn thế nữa, hoặc là mấy cây vàng gì đó, mà trên nó khắc rồng, một con rồng đang cuộn, đang quấn ở trong cái lắc, ở trong cái kiềng đó. Thì tôi hỏi anh chị em sẽ làm gì? Hả? Khó nha, tôi đang đặt ra một ca khó. Người ta tặng mình, người ta quý mình, thế anh chị em mình nên ứng xử thế nào? Nhận bằng tấm lòng. Tôi hỏi anh chị em là chúng ta có nên nói rõ cái quan điểm của chúng ta, hay là chúng ta sẽ im lặng nhận và cảm ơn rồi? Vậy mình làm mất lòng người ta, người ta đã mất công sức, người ta bỏ tiền ra, người ta mua, người ta quý mình, mà sao mình không nhận? Vậy là người ta nghĩ chơi mình sao? Nhưng mà người ta không có thích nhận tấm lòng, người ta muốn mình phải đeo cái đó. Không. Chắc không, anh chị em làm được gì không? Dạ. À, cảm ơn Chúa. Tôi mong là anh chị em sẽ làm một cách mạnh mẽ như vậy. Và đương nhiên chúng ta lịch sự với họ, đúng không? Chúng ta không có nói những cái lời mà gây tổn thương. Và chúng ta cần phải giải thích một cách rõ ràng. Giả sử như người đó là sư gia của chúng ta chẳng hạn đi ha, thì giả sử tôi là anh Xui, bên kia anh Xui bên kia tới thăm và quý anh Xui bên này á, nhân dịp Tết tôi đến biếu anh một cái một thỏi vàng 4 số 9 chẳng hạn đi. Năm nay tại vì gia đình tôi ăn nên làm ra, mà anh cũng là người ơn của tôi, mấy lâu nay anh giúp đỡ gia đình chúng tôi nhiều rồi, anh cũng đối xử tốt với con của chúng tôi gì đó tự tin. Thì tôi sẽ nói thế này, tôi rất quý tấm lòng của anh, cảm ơn anh đã nhớ đến tôi, cảm ơn anh đã tôn trọng mối quan hệ giữa chúng ta, và cảm ơn anh đã không tiếc một cái số tiền lớn để có thể mua cái món quà quý này để tặng cho tôi. Nhưng mà nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ với anh một điều rất là thật lòng, tôi là một người tin Chúa, và Kinh Thánh của chúng tôi chép rằng con rồng là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, và đó chính là kẻ thù của linh hồn chúng tôi. Và chúng tôi không bao giờ muốn tôn vinh hình ảnh con rồng. Chúng tôi không muốn tôn vinh con rồng, cũng không muốn tôn vinh hình ảnh con rồng, cũng không bao giờ đeo bất cứ thứ gì như vậy, cũng không bao giờ để hình ảnh đó trong nhà của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi kính sợ Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng có thể giải thích thêm những điều rất thực tế về những cái tác hại có thể gây ra cho những người mà tôn sùng hình ảnh con rồng.
và thường hay để hình ảnh con rồng ở trong nhà của mình. Chúng ta nhân cơ hội đó để giải thích và thậm chí trở thành một cái bài làm chứng ngắn để giúp cho người đó hiểu về sự tốt lành của Chúa và đồng thời sự nguy hại của ma quỷ, của Satan, sự lừa dối của Satan thông qua hình ảnh con rồng. Và sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là trường hợp tích cực, đó là người đó chợt nhận ra những điều chúng ta nói là đúng và người đó có một quyết định là cũng sẽ tin điều chúng ta tin và từ giây phút đó sẽ từ bỏ luôn cái việc tôn sùng con rồng hoặc là hình ảnh con rồng đó. Nhưng mà sẽ có nhiều trường hợp người ta sẽ cảm thấy bất mãn và mặc dù chúng ta đã nói một cách rất chân tình, rất là nhẹ nhàng, rất là ôn tồn, rất lịch sự, nhưng mà cuối cùng họ thậm chí là muốn cắt đứt mối quan hệ với chúng ta hoặc là ít nhất cũng là giận hờn chúng ta gì đó. Thì trong trường hợp đó chúng ta chấp nhận, chúng ta đang chấp nhận điều đó và đương nhiên chúng ta sẽ cầu nguyện để rồi Chúa giúp đỡ trong mối quan hệ đó để trong thời gian tới nó có sự cải thiện tốt đẹp. Amen con chị em. Có rất nhiều tình huống mà chúng ta không thể tránh khỏi cái việc làm mất lòng ai đó khi mà chúng ta quyết định bước đi trong đường lối công chính của Chúa, đúng không chị em? Đó là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Nhưng mà vì lòng yêu mến kính sợ Chúa, vì đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ chấp nhận để hành động theo ý muốn của Chúa. Amen. Và tuyệt đối chúng ta không có vì lợi riêng, không có vì nể cả cái gì đó mà chúng ta lại đem cái hình ảnh kẻ thù của linh hồn mình vào trong nhà của mình. Nó rất là nguy hiểm. Để tôi nói cho anh chị em nghe, đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng. Tôi nói ví dụ thế này: có một kẻ xấu bước vào trong nhà của chúng ta và đang có một âm mưu làm hại chúng ta. Khi chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta đuổi kẻ xấu ra khỏi nhà. Chúng ta là người chủ nhà đó, chúng ta có quyền pháp lý, chúng ta đuổi kẻ xấu ra khỏi nhà và nó ra khỏi. Tuy nhiên trước khi nó ra khỏi, giả sử đây là một cái vật của nó để lại cái này đây à. Như vậy thì tôi nói với anh chị em rằng cái này chính là cái lý cớ để mà kẻ xấu đó có cơ hội quay trở lại nhà của chúng ta. Và trong cái thời gian nó còn đang nấn ná lưu lại nhà của chúng ta với cái bản chất xấu xa gian ác của nó, với những âm mưu của nó hoàn toàn có thể làm một điều gì đó tồi tệ đối với chúng ta. Cho nên chúng ta không nên để bất cứ một cái điều gì, dấu ấn gì của ma quỷ ở trong nhà của chúng ta cả. Amen con chị em. Nói như vậy đó, chúng ta phải rất là triệt để. Nói như vậy thì tôi mới nhớ đến một cái mà tôi quên làm. Tôi chưa có kịp làm điều đó mà tôi đã được nhắc nhở để làm. Lát nữa mong mọi người nhắc tôi làm ngay. Tôi đi siêu thị Imart mua đồ thì họ có tặng cho tôi một cái túi, có một con vật nhìn rất là dễ thương. Tôi đem về tôi đâu có biết là cái đó là rồng gì đâu. Cuối cùng vợ tôi với em vợ tôi nói là cái gì đó rồng gì rồng chibi. Chibi là gì? Là cái hình vẽ anh này đó vẽ mà cái mặt hình lại không là con rồng chibi, có nghĩa là nó không có giống con rồng mấy năm nay mình nghĩ, nhưng mà nó là con rồng cá hình á. Và bắt đầu thì tôi nghĩ là tại vì nó phải con rồng gì đó, mình nghĩ về nó không phải là con rồng thì không sao, nhưng vì mọi người đều thấy nó là con rồng cho nên tôi được nhắc nhở thế này. Như vậy thì tôi sẽ không để nguyên cái hình ảnh con đó nữa, mà tôi nhất định sẽ lấy mực hay là cái gì đó để tôi làm cho nó không còn hình ảnh đó nữa. Và tại sao tôi làm như vậy? Có thể anh chị em nói cái chuyện đó nhỏ nhặt quá mà làm gì cũng sẽ phải chia ly như vậy, nhưng mà tại sao tôi làm như vậy? Tôi có một quan niệm rất rõ ràng như thế này: tôi sẽ yêu mến những gì Đức Chúa Trời yêu mến và tôi sẽ căm ghét những gì Đức Chúa Trời căm ghét. Dù chỉ là một điều rất nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái dấu ấn của kẻ thù, của Cha Thiên Thượng, của kẻ thù, của linh hồn chúng ta. Thì chúng ta sẽ thể hiện sự căm ghét đối với nó và bằng mọi cách chúng ta phải loại bỏ nó ra khỏi đời sống của chúng ta, ra khỏi nhà của chúng ta, ra khỏi thân thể của chúng ta. Amen con chị em. Khi chúng ta thể hiện cái đức tin xác quyết, lòng kính sợ Chúa như vậy thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Tôi không nói tiên tri, nhưng tôi chỉ nói cho những nguyên tắc của lời Chúa Trời. Năm 2024 sẽ là một năm cực kỳ khó khăn. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến cái việc cực kỳ khó khăn này trong xã hội mà chúng ta đang sống, đó là vì người ta đang tôn vinh con rồng. Người ta đang mở một cánh cửa để ma quỷ nó tung hoành. Và ma quỷ nó sẽ thực hiện theo cái bản chất của nó. Bản chất đó là gì? Là cướp, giết và hủy diệt. Tôi nhắc lại, tôi không nói tiền tri, mà tôi đang nói dựa trên nguyên tắc là lời của Đức Chúa Trời. Về mặt bản chất, nó vẫn là tiên tri, bởi vì khi nó xảy ra, tôi đang nói về tương lai mà, đúng không? Nhưng mà không phải là một sự thần cảm gì ở đây cả. Chỉ đơn giản là tôi đọc trong lời của Chúa, lời Chúa nói như vậy, tôi nói lại với anh chị. Và chúng ta đừng để cho mình bị dính dấp vào những thứ này. Anh chị em phải thật là xác quyết, thật là xác quyết. Anh chị em đi mua đồ làm ơn nhớ quan sát cẩn thận giùm tôi.
có một số sản phẩm mà vợ tôi đã từng rất yêu thích và muốn ăn, ví dụ ăn miếng là ăn miếng Phú Hương gì đó. À, nhưng mà rồi tôi phát hiện ra là họ lòng con rồng, không phải là phải năm rồng mà họ lòng vào mấy năm về trước họ đã lòng vào rồi. Và từ đó về sau là vợ chồng chúng tôi tuyệt đối không ăn miếng Phú Hương, chuyển qua ăn miếng khác. Đó là lòng kính sợ Chúa thôi anh chị em. Đó là lòng kính sợ Chúa. Những anh chị em mà mua bánh đậu xanh ở Huế đó, phải cẩn thận. Bánh đậu xanh ở Huế, cái bao bì của nó hay có con rồng. Những cái sản phẩm đến từ Huế thường hay có con rồng. Người Huế họ rất tôn sùng con rồng. Và chúng ta hãy quan sát cuộc đời của những người Huế đi và nhìn vào cái xã hội, cái cộng đồng ở tại nơi đó, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều điều mà ma quỷ nó làm. Và chúng ta thương cho dân tộc chúng ta thương cho những người mà họ đã không hiểu về cái điều này. Và chúng ta mong muốn đem lời của Chúa đến để nhiều người họ hiểu ra và họ sẽ từ bỏ tất cả những cái dấu ấn của ma quỷ, những sự trói buộc của ma quỷ ra khỏi đời sống của họ, để rồi họ có thể kinh nghiệm một đời sống thật sự đáng sống. Amen con chị. Amen. 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 Con rồng là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Tôi mong là năm nay, năm 2024, chúng ta, những người yêu mến kính sợ Chúa, những người lắng nghe lời Chúa và cẩn thận làm theo, sẽ không bị vướng vào những rắc rối không cần thiết trong cuộc đời của chúng ta có liên quan đến con rồng. Amen chị em. Thay vào đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự lội ngược dòng, trong khi nhiều người khác đang đối diện với nhiều loại khó khăn khác nhau trong năm 2024, thì chúng ta, những người tin cậy Chúa một cách đúng đắn, một cách xác quyết, một cách kiên trì, sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa tuôn tràn. Và rồi khi người ta hỏi chúng ta tại sao, chúng ta sẽ có cơ hội thật tốt để nói với họ về Chúa tốt lành của chúng ta. Amen con chị em. Và để giải thích với họ về những niềm tin sai lầm mà họ đang ấp ủ trong lòng, để từ đó họ sẽ không còn bị trói buộc nữa, họ sẽ tự do và họ sẽ kinh nghiệm những điều tuyệt vời như chúng ta đã từng kinh nghiệm. Amen con chị em. Amen. Giờ này chúng ta cùng nhau đứng lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.